về trời nữa, biết thờ cha kính mẹ thì kỳ chỉ khuyên vậy thôi, còn bao nhiêu chuyện mình nói nó không quan trọng. Hai cái chuyện mà thờ cha kính mẹ là quan trọng nhất, tại vì hai vị này sanh mình ra, vị này sanh ra cho mình là cái linh hồn, vị này sanh ra cho mình là cái chân linh và cái hồn của mình á, cái hồn như là ta bên đạo ở đài. Nghĩa là khi mình chết á, mình có một cái hình chân thần, mẹ là cho mình chân thần, cha là cho mình chân linh. Chân thần á là khi mình, chân linh là cho cái trí khôn, mẹ tạo ra mình chân thần. Chân thần là cái linh hồn á, bay bất vưởng á, nó có hai cái nó mới cấu tạo thành con người, mình mới gọi là ba hồn chính vía đó. Thì cha cho mình cái trí thông minh khôn linh hồn, còn mẹ cho mình là chân thần, ở thần hồn của mình đó. Mình thiếu một thứ mình sẽ là người tưởng tử, không được thiếu thứ nào hết, cho nên đầu tư hai vị này là ngon nhất, số 1.